Chào các bạn, hôm nay Ngọc Anh sẽ tiếp tục quay cho các bạn xem một cái model máy đo độ rung khác của hãng Rion Nhật Bản. Đây các bạn, Rion VM82A ha. Ngọc Anh đã lấy ra sẵn cho các bạn xem. À, đây là cái máy của chúng ta. À, nó chỉ bao gồm một cái máy, một cái CD và pin ở đây, CD để hướng dẫn sử dụng ha. Và trong đây thì có một cái hướng dẫn sử dụng nhanh và một cái giấy chứng nhận cây đầu đo của hãng Rion. Đây, đây là model máy. Đó các bạn. Và đây là phía sau ha. Đó, quay cận cho các bạn xem này. Sản xuất tại Nhật. Rion là một cái hãng về thiết bị đo của Nhật và tất cả sản phẩm đều được những sản phẩm mà bạn đang quay đây được sản xuất tại tại Nhật. Hàng Nhật thì các bạn đã có thể hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng của nó ha. Và hôm nay là cái model đo độ rung cầm tay cao cấp hơn. Bạn nhìn thấy trên trên cái màn hình thì phía trước thì có nhiều nút bấm hơn. Chẳng hạn như đây là những cái nút để chúng ta điều chỉnh cái chế độ đo. Đo gia tốc. Đo gia tốc mét trên giây bình phương, đo vận tốc là mm trên giây và đo ở chuyển dịch là mm ha. Và cái model này thì có đặc biệt hơn là có nhiều thang đo khác nhau chúng ta có thể điều chỉnh. Đây là cái nút tăng giảm ha. Các bạn thấy là đây là cái thang đo thấp nhất của nó này, là từ 0.001, nó là độ chính xác tới 1 phần ngàn luôn các bạn, đến 0.1. Thang đo từ 0.001 là 1 phần ngàn đến 0.1. Và có nhiều thang đo lớn hơn. Bạn thấy là rất là chính xác ha. Đây là thang đo từ 0.0.01 đến 1 này. Cái này là 0.1 đến 10. Và thang đo lớn nhất là 1 đến 100 mm. Với cái nhiều thang đo như vậy thì nó sẽ giúp cho cái việc mà đo của chúng ta nó chính xác hơn. Tùy theo cái dải đo độ rung của các bạn mà nó ở mức nào mà chúng ta sẽ lựa chọn cái thang đo phù hợp. Và những cái kết quả này thì đây phía bên này nữa ha. Phía bên thân của máy là có hai cái nút, các bạn thấy là một cái nút hold và một cái nút store. Có nghĩa là trong quá trình đo, nếu như các bạn muốn giữ lại kết quả nào thì chúng ta sẽ bấm một cái nút này ha, nút hold, và chúng ta muốn lưu lại những kết quả đo của chúng ta thì chúng ta sẽ bấm vào nút Store thì nó sẽ được lưu trữ lại. Và phía bên hông này, phía bên hông là những cái cổng kết nối ngõ ra ha, có cổng USB, cổng kết nối với máy in và cổng sạc với lại cổng cắm với adapter và hai cái nguồn output DC AC nữa. Chúng ta có thể truy xuất dữ liệu ra với cái model này, thì chúng ta có thể truy xuất dữ liệu ra. Và những kết quả được khi mà chúng ta đo lưu lại những kết quả thì chúng ta có thể lấy lại những kết quả đo kiểm tra. Ở đây thì bởi vì là chưa có đo cái nào ha. Chưa được có nào. Đây. Đây chúng ta có lấy ra rồi. Đây có ba kết quả đo này đúng. Ba kết quả đo. Số 1 là 0.1 này. Ba lần đo rồi em mới đo thử. Rồi đó, có là rất là nhiều cái chế độ đo khác ở trong này nữa. Thì như các anh chị mà đã quan tâm những sản phẩm của Rion thì các anh chị hoàn toàn có thể
bằng cái những cái hướng dẫn sử dụng, hoặc là khi các anh chị quan tâm những cái sản phẩm này thì Ngọc Anh cũng như là bên công ty Nhựa Cầu Việt sẽ cử những cái bạn kỹ thuật ha, đội ngũ kỹ thuật mang những sản phẩm này đến demo tận nhà máy cho các bạn, để bạn nâng cạnh có thể coi xem những cái sản phẩm đúng với lại cái yêu cầu sử dụng của mình như thế nào. Thì công ty Nhựa Cầu Việt sẽ có những cái model của các hãng khác nhau, nhất là những cái hãng giống như Ryan này, để đáp ứng đầy đủ những cái nhu cầu cho các bạn. Thì nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì có thể liên lạc với Ngọc Anh theo số điện thoại ở phía dưới, cũng như là đường link của website, hoặc là các bạn để lại số điện thoại thì Ngọc Anh sẽ trực tiếp liên lạc với các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.